cho đơn giản. Ở trên cùng là ở giữa ấy. Có từng cô, từng cậu bé. Đó. Khoan đã. Đây là tượng cậu này, chân to cho sướng, tượng cô cho sướng. Còn hai cô tỷ tỷ, hai cô tỷ tỷ kia không có cô bơ đâu. Đây tượng này của nhà mình đây, cô chưa bỏ ra. Có ba pho ngoài là bỏ ra. Thiếu mất một tượng bé của mình rồi. À, có một tượng bé bê về rồi, bê về sửa. Đây tượng cô ngồi cơ mà. Chào anh em nhá. Ờ. Chào anh em nhá, xin anh em chia sẻ phải đang nhà mình có đang có chuyện buồn nhá, bởi vì mình hết tiền, hôm nay phủ còn đúng 1 triệu. Đúng rồi. Cô xanh này là anh cứ cho lên đây. Cô xanh ở đây. Đây. Cô bé bản đèn, cậu bé bản đèn ở đây cho em. Để tầm này cho em. Thế sập này lùi ra đấy cơ. Đúng rồi. Đấy. Mẫu đề tam á. Sao nào? Hình như hôm đấy là mình có gửi lên làm form mẫu đề tam sao ấy. Không không, ba form không có. Chắc chắn không phải. Chắc chắn không phải. Chị đi ra chưa? Chị đi ra. Bỏ ba form ra cho em. Tháo ba form ra cho em. Mẫu đề tam thì hôm đấy là có gửi đi để làm. Làm cái tượng mẫu để ngồi như thế. Đúng rồi. Dạo này mỗi tội không có tiền thôi chứ còn gì. Không. Không. Hộ em ra việc cái. Ra đây em việc cái. Chị ơi, ra ra em hộ em việc này đấy. Bây giờ là thêm một pho Trần Triều Đại Vương. Đức ông Trần Quốc Đảng ở dưới, còn Trần Triều Đại Vương là ở trên. Là nhà mình sẽ mua thêm một pho. Cô bơ, em đi xuống đi. Cô bơ nhà mình chưa có, chưa đưa về, làm chưa đặt. Em đưa tượng này xuống, xuống đây cho anh. Chuyển chuyển tượng này sang bên cạnh hông này, ai để dưới đấy. Bỏ cái lấm đi ra xem ngoài của cô. Chị cho cái này của ông. Đúng rồi, chính xác. Cô ơi, chị cho lồi lên, chị cho hẳn lên nữa đi, sao chị cứ... Ok. Đầy đủ chưa? Cố gắng anh em, vất vả anh em. Đang ở phủ ở đâu? Ở tại phủ. Cứ sao nào, ông bảy là chưa có đúng không, đúng không? Chuyển chuyển hai ông ở giữa đi em, chuyển hai ông ở giữa. Bây giờ là bắt buộc là phải làm thêm một ông nữa chị ạ. Chị ạ, bây giờ bắt buộc là phải ấy, thì là phải làm ông Hoàng Cả, ông Hoàng Bơ, ông Hoàng. Ôi rồi nói phát giận hết người đây chị ạ. Ông Hoàng Cả làm một pho tượng ông Hoàng Cả, ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười. Làm cho đủ bộ tượng. Còn đây là hai cô bé tỷ bé ti bên cạnh hai cô bé bản đèn. Địa mẫu ở bên trên. Bên đây là cung Sơn Trang. Trong cung Sơn Trang đây là sẽ thờ một bà chúa đen và thờ cô Bơ. Bà chủ áo đen chưa biết là duyên là đến đâu. Còn một cung nữa là cung Thập Điện Diên A Vương. Hai vị mà đưa em hai vị ấy cho em. Chưa, ừ, sang này. Đúng rồi, vấn đề chưa gần. Thank you.
Hello anh Nam Lê nhá, cảm ơn anh em. Chào mấy anh em nhá, mình đang bị Facebook nó chặn cái linh tinh quá. Facebook nó chặn những cái link vớ vẩn. Hết rồi. Đây. Cứ để tạm mày á. Nhớ không, từ từ á, để mua một pho nữa là pho Trần Triều Đại Vương. Mua một pho tượng Trần Triều Đại Vương nữa ra, mua một ông Trần Triều Đại Vương nữa đó. Đấy, Trần Triều Đại Vương nữa, bên cô Chín. Chị bỏ cái ngai cô Chín ra, Chiến này, bỏ cái ngai cô Chín ra. Mày cởi chân bỏ ra, mày đi xuống đây là chị ấy. Mày lấy cốc nước tô này. Thôi Thành lên đi. Ăn mặc cởi chân mình lên. Bây giờ nhá, bỏ tạm thời Phủ Quang ra để anh em mình tính toán từng pho một. Bỏ hết, hiểu ý nó. Em bỏ hết túi ra. Đi. Bỏ cái túi ra. Em vào mặc áo đi chị. Vào mặc áo. Sau bỏ hết cả trên ban ra. Còn dạ tầm 3 triệu một pho thôi bạn ạ. Định Văn Hà 3 triệu pho to là rơi vào tầm 7 triệu hay 6 triệu gì đấy. 3 triệu một pho. 3 triệu một pho to là 7 triệu gì đấy. Còn to nữa tùy. Dát vàng nữa đắt nữa. Dát vàng rơi 15 triệu, 20 triệu tùy. Anh ạ. Đây là ông mười ông bơ. Bây giờ là dâng một thêm một ông, là ông lớn nào ở đây? Ông lớn không đặt ở đây, ông lớn ở đây rồi. Thiếu ông đây là ông hoàng cả là dâng ông hoàng cả là ông màu đỏ áo đỏ, là dâng ông hoàng cả, là dâng thêm một ông hoàng cả này. Ông lớn là Phủ nhà mình rồi. Bên Sơn Trang đây là cô Bơ là chưa có tượng này. Cô Bơ sẽ làm tượng này. Cô Bơ này. Mẫu bà chúa mù này. Bà chúa mù này. Còn bên này là bên tổ nghiệp phục này. Cái này là mình sẽ làm một ban gọi là tổ đường ông cha người Việt Nam mình. Đó. Ngoài à. Có không? Chị cứ bỏ ra đi. Tạm thời cứ bỏ ra đi để mình tính. Đây là cô Chín đây. Vất vả anh em đang cố gắng. Mình đang cố gắng cấp tốc và đang làm. Ban thì mới đóng xong thì mình đang xử lý. Xử lý tất cả các ban đây. Em chào chị Bình Đặng nhá, chào em trai, chào Minh Nguyễn nhá. Mình đưa đang số tượng ra, đưa các ngài. Ông Bơ nữa. Mùa mình còn thiếu một cô áo đỏ nữa, một cô áo xanh, cô áo đỏ. Hai cô này rất là bên Sơn Trang lắm. Có đúng rồi, nhưng mà cứ bình tĩnh nhá. Cứ bình tĩnh nhá, cứ gỡ tạm lại. Cứ như bỏ gấp tạm đưa cái này ra. Sao? Không, bên đây bỏ lại. Chị chuyển cho em bên... bên Phật này cho em. Sang tạm bên ban kia cho em. Chuyển địa mẫu, em chuyển pho tượng địa mẫu để dưới đây, sau chuyển ba bộ Tây Vương Tam Thế mấy cả chuẩn đề mấy con âm để sang bên này cho em nhá.
Em muốn dâng phủ một pho tượng. Ok Vương Nguyễn, em thích dâng pho gì thì em dâng thôi. Ở đây còn thiếu một pho Trần Triều Đại Vương này. Trần Triều Đại Vương này. Ở đây còn thiếu một pho cô bé này, cô bé đỏ này. Cô bé bản đèn này. Đấy. Và ở đây là còn cô bơ này. Và cô bơ này và bà chú mù này, bà chú mù thì là có anh Hào anh nghe xin dâng rồi. Anh Hào anh xin dâng rồi. Đó. Chuyển hai pho nhỏ lên cho anh. Không, chuyển hai pho nhỏ này xuống đây cho anh. Ờ, xuống đây. Trên đấy sẽ làm tính đôn nữa cơ. Hello Phúc Bình nhá. Đây là cô Chín đây. Cảm ơn Phúc Bình nhá. Anh em ấn nút chia sẻ một chút để Đinh Cô Hà, Đinh Cô Te, Hà Văn Định. Ok, em dâng một ông anh nhé. Ok, cảm ơn em. Em dâng ông nào được ông đó, không vấn đề gì cả nhá. Chào Vương Nguyễn nhá. Vương Nguyễn xin dâng một ông được là hai cô. Tất cả những số tiền đợt trước đều là mình ai công đức là đều rát vàng này tượng là mình đã báo đầy đủ hết cho tất cả mọi người rồi. Bây giờ là mình đang xử lý lốt. Anh đang đẩy tiến mạnh công việc từ giờ đến cho nó xong kịp tiến độ. Thi công hết, quá trình cho nó xong xuôi hết. Định Văn Hà chốt đơn dâng ông Trần Triều. Ok nhá. Ok, cảm ơn anh em. Tất cả anh em đều là trong một gia đình thôi mà. Bởi vì ai cũng giống ai thôi. Còn phải mua mà. Còn mua nữa mà. Còn cô bơ nữa. Còn một suất cô bơ nữa. Còn một suất cô bơ nữa thôi. Còn một suất là sao nào. Có bên Cú Te là xin ông Trần Triều này. Ông Cú Te là xin bên ông Trần Triều này. Còn một suất ông Hoàng Cả này đây này, là hai suất này. Đấy là ok, thế thì chị xin dâng ông cô bơ. Và còn một cô bé đỏ nữa. Cô bé bản đèn nữa. Cô bé bản đèn nữa. Áo xanh có rồi. Cô bé bản đèn áo đỏ áo xanh đây rồi. Ok, người xa cho người xa, mỗi người một ly một like. Còn một việc nữa là hiện giờ là mình đang làm cái võng này. Nếu như mà bà con ai mà muốn công đức Tam Bảo, các đền chùa, mỗi người một ly một like, chung tay góp sức cùng với nhà phủ, nhà đền, nhà phủ đang làm. Thì hiện giờ nhà phủ cũng rất là khó khăn. Mình cũng xin phép là kêu gọi của cộng đồng là hỗ trợ nếu như mà ai có những cái tâm hảo với Phật Pháp thì còn đang mà hoàn thiện nữa. Quá trình bây giờ nó còn rất là nhiều. Thì là còn một cái cung là võng. Võng bằng ba cái võng này. CNC, ốp cột, võng. Bắn toàn bộ cái cột mic này. Cột giả đá. Làm hết toàn bộ cột giả đá. Ốp hết toàn bộ cột giả đá. Đóng hết toàn bộ cái ban gầm bệ. Còn hai ông rắn nữa. Ông rắn, hai ông thanh xà, bạch xà nữa. Đấy là những cái mà còn chưa có kinh phí để thay đổi. Nếu như ai mà có lòng thì ủng hộ, giúp đỡ nhà đền thì các bạn lên làm. Đầy đủ hết. Ở trong đây là ban thờ còn đóng tiếp thì cũng đang lo kinh tế rất là nhiều. Bản thân nhà đền đây là những anh em trong phủ, là nội bộ trong phủ là bỏ số tiền rất là lớn ra trong những ngày vừa qua. Và những một số những người đã công đức làm tượng, sơn tượng
sơn son thiết vàng. Thì vừa rồi một số người đã có thông tin đầy đủ, khi mà tới đây hô thần nhập tượng và làm đầy đủ hết thì chỉnh sửa ra và cũng công bố luôn những ai công đức những đồ gì. Nào, ok nhá, chốt cho Cu Te và Vương Nguyễn rồi đó, mình đây mình làm đầy đủ cái võng đó, sau đó là bát hương nữa. Bát hương là quan trọng nhất, vì bát hương là rất nhiều người ta công đức. Thì hiện giờ là có bát hương này, bát hương chính này, ở đây còn một bát hương này, một bát hương chính này. Bát hương là mình sẽ làm hết đồ kỷ, bát hương đồ thờ chuẩn luôn. Thì là bát hương, là bát hương dạng như này này, dạng men lổi, tất cả gốm lổi hết đó, rất là ok. Mình không mua loại men dạng, không mua cái loại giả đồng, giả đồng nó hay lỗi mốt lắm. Rồi thời gian mua loại trần mà loại lổi có gân cơ, tức là nó nổi vẽ bằng tay bò hết. Thế là mình sẽ làm. Thì ai công đức thì xin quý hảo là có duyên thì hỗ trợ cho phủ, thì hay là công đức về tam bảo các đền chùa miếu mạo thì quý hảo có thể liên hệ cho phủ đức qua số điện thoại là hotline là 0374375999. Mình ngay thì tất cả những cái pho tượng nơi đây đều sạch sẽ gọn gẹp, khang giáo sạch sẽ hết rồi. Tất cả số bát hương cũ là mình sẽ hủy hết và làm toàn bộ số bát hương mới bằng màu xanh, tất cả chuyển sang màu xanh cho nó sạch sẽ. Em chào anh và con phổ, cảm ơn Thành Trung Phạm nhé. Tầm này là rất là ok luôn, sạch sẽ gọn gẹp mà. Trên công trình này rất là nhiều, bởi vì mình mới làm xong được mấy hôm nay thôi, rất là bận. Phủ đang cấp tiết để làm cho thời gian cho kịp tiến độ 27 này. Bây giờ là hôm nay là 19 rồi, ngày mai là 20. Bắt đầu là mình sẽ đóng ban, đóng tiếp, bởi vì ban này là ban của bên ban này là ban của tổ tiên. Còn tất cả những số còn ở lại ở đây là mình đang xin làm nốt, làm hoàn thiện hết các công trình. Mai Thị, anh xin dâng một bát hương nhá. Ok anh Mai Thị, không sao cả. Đấy là quý hảo, tùy duyên mỗi người thôi. Bà con ạ, mỗi người chung tay góp sức không vấn đề gì. Đó là lực của anh em mình, làm được cái gì đâu chúng ta làm, giúp được cái gì cho nhau chúng ta giúp, không có vấn đề gì hết cả. Mỗi người một công một việc, mỗi người một sức một lực, cố gắng chung tay nhau cùng nhau làm là giải quyết được tất cả mọi vấn đề bế tắc. Bởi vì trong những ngày vừa qua thì cũng rất là vất vả, kinh tế bây giờ là phủ đang rất là khó khăn. Mình nói thật sự đây là được như thế này là cả một kỳ tích rồi. Ngoài này thì là có một người xin dâng để hoàn thiện cung của mẹ Quan Âm thì cũng đang hoàn thiện hết. Thì là trong vòng mấy hôm nữa là mình sẽ, đáng nghĩa là dịch giã, là không dịch giã, là thợ từ Sài Gòn người ta ra, người ta đắp ở đây một pho tượng địa mẫu thật to. Thì xin hứa dâng mẹ là một pho tượng địa mẫu. Thì là mình đã gọi thợ, nhưng thợ trong Sài Gòn thì hiện giờ là không đi được và chưa ra được. Thì tới kỳ đây là mời thợ từ Sài Gòn ra đắp một pho tượng địa mẫu thật to đấy, để ở ngoài trời này, trung thiên này, và tượng mẹ Quan Âm di chuyển đây và xây một cái bệ và làm một cái bể cá koi thật đẹp, thả cá ở đây cho khoang cảnh nó thật đẹp. Đấy là hoàn thiện, bởi vì đã có một người xin dâng hoàn thiện cái cung của mẹ Quan Âm của mình, đã làm đầy đủ hết thì đã hứa là mình sẽ hoàn thiện dần dần. Vì cái việc nào thì đó là việc đó, còn đâu tất cả những công trình còn lại nó nhiều thứ tiền lắm. Đức Thánh anh Tráng xin dâng bà Chúa Mù anh dâng. Em chào cùng bà con. Em dâng một bát hương tam bảo, anh có thấy có mình em không? Có, chào cô Trần Quỳnh nhá. Cảm ơn cô Ngọc Oanh nhá. Cảm ơn cô Phạm Ngọc Oanh. Những người nào mà xin dâng gì ở đây thì đều có số điện thoại hết rồi và số tài khoản của phủ, và tí nữa trực tiếp tôi sẽ gọi điện cho từng người một, gọi video để nói chuyện, để tránh trường hợp lừa đảo của các Facebook lợi dụng của việc các video này để lừa đảo mọi người. Thì mọi người cứ chủ động gọi video, đối tượng không mở video cứ
5 lần 7 lượt mà không gọi video là đối tượng giả danh mượn hình ảnh của Phốn Đức để lừa đảo. Bà con lưu ý là gọi mà mở nhá. Hiện giờ là vừa rồi là em bị mất tương tác, bây giờ mới được mở trở lại. Thì là do cái logo icon của phổ nó màu đen, chứ nó không có vấn đề gì đâu nhá. Đây là tự ông lớn, tất cả mọi thứ là sẽ được hoàn thiện hết, cấp thiết thôi. Thời gian nó đoàn bao nhiêu thì mình sẽ làm lốt để cho nó chỉnh chu công trình, tiến độ thi công cho nó đẩy mạnh hết. Chắc là trong vòng 3 ngày nữa là mọi việc là êm xuôi thôi. 3 ngày nữa, 4 ngày nữa là mọi chuyện nó sẽ gọn gẹp, nó không luộm thuộm nữa. Mình sẽ để. Và một điều thứ hai nữa là mình có một cái việc rất là có duyên. Nếu một số pho tượng đây là pho tượng mình đã lên chỗ ông ở đây là mình sẽ lên Sơn La. Mình sẽ dâng lên trên chỗ nhà anh Sinh ở Sơn La và pho mẹ Quan Âm. Một pho mẹ Quan Âm nữa ở đây lên Sơn La. Con chào cô Luyến nhá. Chào cô Luyến. Vất vả lắm cả nhà. Rất là vất vả, công việc thì nó chỉ còn tiến độ thôi. Mọi việc bây giờ mình sẽ phải cân chỉnh hết lại để cho nó đúng hết, các ngôi các bàn đầy đủ hết, các tầm ngũ, các tầm ngũ được gọn là sạch sẽ gọn hết, tất cả các bàn thì là gọn gàng. Duy nhất là một cái bàn này là bàn là Vua Hùng Vương mẹ Âu Cơ, thì là mình đang làm một bàn Vua Hùng Vương mẹ Âu Cơ. Tổ nghiệp người Việt Nam thì cái ban này nó phải là thật là tượng, thì bây giờ là tượng đồng, tượng bằng đồng, thì là mình đang cũng mua một pho tượng là tượng đồng, đấy là cũng đang xử lý hết. Tất cả là mọi việc là cố gắng thôi, thì là đang mua một đôi tượng là tượng mẹ Âu Cơ và cha là Vua Hùng Vương, mình sẽ thờ là tổ đường người Việt Nam. Trước mắt mình chưa làm được đến nơi đến chốn, thì mình cũng sẽ làm được cái gốc tổ của người Việt mình cho đến nơi đến chốn. Tạm thời điểm này mọi việc có đầy đủ. Ngoài này thì là sẽ có một cung là cung Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh và bà Lê Chân, cũng sẽ làm dần dần. Có một người ta cũng xin dâng pho tượng Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hải Phòng, mà mấy ngày nay mình bận quá mình quên mất số điện thoại, tìm mãi số điện thoại không tìm được, thì chắc là có duyên thôi. Người ta có gọi đi kiểm tra mà lấy tượng, đưa tượng cụ Hồ về, thì mai người kia nếu mình có duyên gặp họ thì mình sẽ cấp thiết sẽ làm một cái lăng gọi là cụ Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh để cho lôi đài. Xin phép là Nguyễn Anh Sang đừng nói linh tinh nhá, đừng nói nhảm, đang ở môi trường công việc thì đừng nói nhảm nhiều, người ta gọi là thần kinh, tùy một cái anh đùa thôi. Lúc này lúc tôn nghiêm nhìn đây thì con người ta đã phải biết mình đang nói cái gì, mình có ăn có học thì mình phải nhìn môi trường cái ngày đang là cái gì, cứ vào nói nhảm linh tinh, tùy những cái nhăn nhở, chứ cái chỗ nào nhăn nhở nó ra cái gì, những nơi đang liên quan đến đền chùa miếu mẹo này thì nhăn nhở làm cái gì. Anh ơi, nhiều người dâng bát hương, ai dâng bát hương nào được bát hương đó mà, bởi vì cái này là tùy duyên của mỗi người mà. Công ơi, lấy cho anh cái cục sạc lưu điện cái đó, lấy cái cục sạc lưu điện. Đó anh cái. Ai dâng là việc mỗi người mà, chị Trần Quỳnh ạ. Bởi vì là ai dâng những gì ở đây là có được, có comment, cứ để nguyên comment ở trên này. Thì toàn bộ là cung ông đã xong xuôi rồi, đến tầm 80% rồi. Bây giờ đang đợi lắng nữa là mình sẽ phun bọc, sơn nốt màu đồng đỏ toàn bộ cái lăng lại. Sơn nốt màu đồng đỏ lại thì toàn bộ số cây này là sẽ làm. Ở đây là còn thiếu cái đôn xi măng.
thiếu mấy đôi xi măng và mình sẽ làm một đôi, một đàn voi tím dâng ông, làm một đàn voi tím dâng ông bên này, là dâng ông lớn bên này, là mình sẽ làm một đàn voi thật đẹp để dâng ông lớn cái đàn voi đó. Chào cô Dương Ngọc Hoa nhá. Tống Phong, cảm ơn anh Tống Phong. Tất cả những comment đây đều có ấy mà, có thông tin hết mà. Tất cả mọi người sẽ làm sớ hết, trong đó là có sớ ghi công đức tam bảo của phủ ra hết. Còn đây là cung chúa bà. Chào cô Việt Hương nhá. Ông mình không xuất hiện, để lâu lâu không xuất hiện sợ mọi người thiêu. Mọi người bảo mình không xuất hiện. Mình đang hoàn thiện hết toàn bộ. Còn chỗ này là mẫu cửu trùng thiên. Chỗ này mình sẽ xây một cái lăng, lăng mẫu cửu trùng thiên thật đẹp. Đang cố gắng để hoàn thiện cấp tốc trong thời gian này. Nhưng không biết là có kịp tiến độ không, nhưng mà đang cố gắng. Bởi vì kinh phí mùa những ngày là chỉ là hoàn toàn là không còn kinh phí nữa cả. Không, bắt hương ông Bảy là mình dâng rồi. Chị Hương ạ. Đấy. Bố Hào mày đây. Chị Hương ạ. Đây, bắt hương của ông đây. Bắt hương của ông đây chị ạ. Bắt hương của ông thì là không có trung đụng gì với ai cả. Ôi dồi, cái dây đống cái dây hỏng mà. Bách, mày có dây sạc à? Mượn dây sạc. Đây là bát hương của ông đây chị ạ. Là bây giờ là còn đang thiếu đôn và hệ thống đèn led nữa. Ngày mai ngày kia là bọn em sẽ hoàn thiện hết. Công ơi, mày mở làm cái gì? Mày đưa cái cục sạc lưu điện cho tao, đéo sạc được thì đưa làm cái đéo gì. Đưa cái dây sạc, cái dây sạc hỏng thì đưa làm cái đéo gì. Thì hụt máy còn 2% thôi mày, 2% thôi mà mày đưa cái dây sạc cho tao. Mày giờ cắm sạc không sạc được thì tao hỏi mày, một đống dây sạc nó vất ra ở đây rồi, mày ra mày lấy cái dây sạc này cho tao sạc. Ơi, mai tao đi mua dây sạc mẹ mày. Nó chán đời lắm. Đấy, ok. Bây giờ chỉ có bát hương trong nhà thôi. Bát hương trong nhà là toàn bộ bát hương trong nhà là bát hương sành xứ loại mới hết. Mình đặt riêng bởi vì cái dòng bát hương này của nhà mình thì là đặt tất cả bát hương đặt riêng, không làm hàng chợ. Vì mình làm việc với bên Bát Tràng mà. Đây này. Rồi bình tĩnh, biết rồi. Biết là mẫu rồi, nhưng mà phải làm thêm một pho trần chiều này. Ở đây là bát hương của ông lớn là có rồi này. Giờ bát hương là của Đức Ông này. Đức Ông này. Bát hương của công đồng của nhà Trần này. Trần Triều Đại Vương và Trần Quốc Tảng này. Và bát hương này là Ngọc Đế này. Bát hương công đồng Ngọc Đế này. Ở dưới là bát hương Thập Điện Di La Vương này. Bát hương ông Ngũ Hổ này. Bát hương công đồng. Công đồng ở đây là bát hương toàn bộ công đồng Tam Tứ Phủ. Là bát hương công đồng. Bát hương đây là bát hương Sơn Trang Thánh Chúa. À, công đồng Thánh Chúa. Bát hương đây là ở đây là tạm thời những pho tượng đây là sẽ để cung khác để thờ. Còn bát hương đây là thờ là Quốc Tổ Hùng Vương. Vua Hùng Vương Mẹ Âu Cơ này. Bên này là thờ cô Chín này, bát hương cô Chín này. Bát hương đây là bát hương Đức Thánh Hiền này. Đây là toàn bộ những số bát hương là mọi người là ai công đức được. Đây. Đun mối, mối. Mai kia bỏ ra, vệ sinh hết. Mai kia làm hết lại cả ban thần tài này. Làm hết lại. Và ở dưới là ban bát hương mới là bát hương của Địa Tạng Vương này, mấy cả bát hương Thập Điện Di La Vương này. Ok, tất cả mọi người ai dâng gì thì đều ở trên cái livestream này mình ghi rõ hết đầy đủ các thông tin cho các bạn.
thì là có cái ngồi cứ các bạn cứ có cái khả năng làm được cái gì dâng được cái gì các bạn giúp mình là xin dâng đây cái tí là mình sẽ cầu mình từng người một rõ ràng là cho mọi người. Đấy là mọi người ok. Còn bây giờ là còn một pho tượng là Hoàng Cả, Trần Triều Đại Vương, Bà Chúa Mù. Bà Chúa Mù thì có anh Hào rồi, cô Bơ, cô Bơ và một cô bé nữa, và một cô bé nữa. Ở đây là còn một cô bé nữa, cô bé với áo đỏ nữa. Là những pho tượng đó là ai công đức gì là đầy đủ hết, nhận được ở trên này rồi. Còn những cái đợt trước là toàn bộ là quá trình sửa và dát vàng. Cảm ơn anh Lam Lê nhá. Em xin chuyển cho anh toàn bộ sang bên bát hương của ông Đức Ông cho anh. Anh ạ. Chuyển bát hương cho anh sang bên Đức Ông, sang ban Đức Ông cho anh. Anh nhá. Ok ạ. Mình sẽ sắp xếp đầy đủ hết, cho đầy đủ cho mọi người luôn. Còn ai nữa thì mình sẽ xin báo cho anh em luôn. Hết đầy đủ rồi. Còn võng này, lọng này. Lọng này là mình đang làm một cái lọng. Đang đi bắt đầu đóng toàn bộ cái lọng. Lọng là toàn bộ cái ôm ngoài. Ở trong là ba cái cung này, là sẽ có cái lọng. Lọng ba cái, 1, 2, 3 cái. Cung ngoài này là một cái nữa. Tổng là 4 cái vọng. Ốp toàn bộ hết giả đá, toàn bộ hết các cột sắt này để trở thành dạng như cột giả đá. Cảm ơn cô Dương Ngọc Hoa nhá. Cô Dương Ngọc Hoa là bên Thiên Chúa Giáo nhá, không phải bên đạo Phật đâu. Cô Dương Ngọc Hoa là cực kỳ là ok đấy, bởi vì là một người rất âm thầm, sống trong im lặng và rất là âm thầm. Cảm ơn cô rất là nhiều, bởi vì trong thời gian này cũng rất khó khăn. Mọi sự ủng hộ của cô hàng tháng là cô cung đức gạo cho bà con. Đâm ra là tôi nói với anh em là người cũng rất là đáng ghi nhận. Và một người nữa là cái anh hay cung đức gạo là anh gì tên gì cả? Ngô Tiên Sinh. Lick là Ngô Tiên Sinh nhá, là một người mà rất nhiều năm nay ở cứ âm thầm thôi họ chuyển gạo, và cô Dương Ngọc Hoa và một mẹ ở Thái Nguyên và một số người nữa, một số anh chị nữa cũng gửi gạo về giúp đỡ phủ trong thời gian khó khăn này. Cũng cảm ơn rất là anh chị, bởi vì những cái thực phẩm thức yếu, thức ăn, thức uống, gạo ngọc thực là cũng rất là quý trọng để có sức khỏe. Số tài khoản của Phủ Long Đức á, đợi một chút nhá. Em ơi, ghi mấy cái số tài khoản vào đây cái. Cảm ơn Bộ Vinh nhá. Bộ Vinh nhá. Cảm ơn Bộ Vinh nhá. Bộ Vinh cũng là người ở trong nhóm Dòng Chảy Tâm Linh, cũng là người đang xây dựng phủ. Trông thì đơn giản thôi, nhưng mà cũng là một người đang làm việc với mình, cũng là một người em. Chào Minh Minh Nguyễn nhá. Chào cô Ngọc Oanh. Tất cả mọi người anh em ủng hộ thôi. Giúp đỡ được cái gì là giúp đỡ, làm được cái gì làm. Thời gian này cũng rất là khó khăn. Mình thì cũng đang giao dịch bán nốt một số đồ đi để lấy tiền vào. Thì ngày hôm qua là người ta hẹn mình là giao dịch, bởi vì số lượng giao dịch của mình là nó rơi vào hơn 2 tỷ. Mình đang chào và họ đang chưa sang được là lấy. Thì trong ngày hôm qua ngày hôm nay họ vẫn chưa sang được. Nếu như mà họ sang được thì mình giải ngân được, thì mình cũng thanh toán hết số lượng trong năm nay luôn cho bà con. Mà tình hình là dịch giã là cấm vận như thế này, toàn bộ di chuyển đi lại không làm gì được, đành ra phải chết dí một góc. Bây giờ mình cũng đang giao dịch một số đồ bán đi để lấy tiền xây dựng cho phủ cho xong hoàn thiện. Cũng rất là vất vả luôn, cũng rất là mong cho nó xong công việc để cho anh em, những người nào đã vay mượn anh em thì mình thanh toán hết để cho anh em nó ổn định. Chứ mình mà lại vay mượn mà đến lúc mà mình hứa hẹn không trả được thì thực ra nó rất là ngại, cực kỳ là ngại luôn. Rất là mong muốn anh em ủng hộ giúp đỡ trong thời gian phủ, những thời gian như này để vượt qua những ngày tháng khó khăn, bởi vì vất vả lắm.
Tầm 27 này vẫn tổ chức hay không thì cũng phải phụ thuộc vào thôi. Cố gắng, hôm nay là 19 rồi, ngày mai là 20. Mình sẽ làm lốt cái võng này. Và cũng đang nhờ một số anh em thợ, là thợ chuyên về cửa cuốn, cửa mà bạt điện tử ấy, bạt thả xuống ấy. Có nghĩa là nó là cái bạt cuốn ấy, bạt cuốn điện tử ấy. Là các bạn nào biết ở Hải Phòng ấy là có bạt cuốn điện tử ấy, thì nhờ bạn ấy đến bạn làm cho tớ cái bạt cuốn ở góc này, hạ xuống 5 giờ sáng hạ xuống, 7 giờ sáng kéo lên, bởi vì lắng hắt vào bên trong pho tượng các ngài. Em chào anh Lam nhá. Rất nhiều anh em nó mất tương tác, chính vì bây giờ là mình khi live stream mình sẽ phải kéo tương tác lại bằng cách là mình sẽ ấn gửi link cho các anh em trong live stream cũ của mình. Anh Lam nhá, lâu lắm rồi không về phủ. Phủ là ok không anh ạ? Anh ra ạ. Bây giờ mà anh về bây giờ nó khác ngày trước nhiều lắm rồi anh ạ. Bây giờ nó khác ngày trước nhiều lắm rồi, sạch sẽ gọn gàng. Anh nhìn ok không anh trai? Sạch sẽ hết rồi. Điều hòa là có hai phòng, phòng mạch có điều hòa, phòng AT có điều hòa rồi, còn các phòng khác thì chưa có điều hòa bởi vì là chưa lắp được điều hòa anh trai. Còn cung ông đã ốp xong đầy đủ hết rồi, bây giờ là chỉ còn để hoàn thiện cung ông nữa thôi, cung ông để làm cho nó cấp tốc, cho nó xong xuôi đi, cho nó gọn gàng sạch sẽ, không để lại cho nó rối rắm một cái gì cả. Cung ông thì bây giờ là đẹp lắm rồi anh trai. Còn đây cung bà đây, lâu lắm rồi. Chị Hương Việt ok chị, mà lúc nào chị về phủ đều được mà. Cái cũ là bùi hết rồi, bây giờ em làm hết cái mới hết lại từ đầu, mất rất nhiều công từ đoạn ấy, quá nhiều công, làm ngày làm đêm, làm từ sáng tối, làm từ từ thì không biết thể nào cấp tốc được. Đó, đây là cung của chú bà đây, rất là vất vả anh ạ. Hải Phòng vẫn cho vào như vậy kìa. Em vừa chuyển 2 triệu, dâng ông 1 triệu, cho em Hằng 1 triệu. Ok, cảm ơn anh Tống Phong đã nghĩ đến Hằng. Hằng thì vẫn đang ở phủ. Tất cả những số tiền này đều chuyển cho con của chị Hằng hết. Tất cả là bao giờ con chị Hằng đến là mình sẽ chuyển tiền này cho con chị Hằng. Không, Hằng không tiêu gì tiền, mà tất cả tiền mọi người mà có ai cho đều tích góp vào. Một là mua đồ ăn cho Hằng, hai nữa là chuyển tiền cho con Hằng, bởi vì Hằng nhà mình thì không tiêu đến tiền. Em chào anh Hào nhá, chào tất cả các anh em, chào mấy anh em nhau. Ok anh em ấn vào cái nút chia sẻ để mỡ mất tương tác bà con, mọi người đã bị mất. Có ông sáng đi, giờ trời đang tối sạch không thấy đâu rồi. Ok anh em nhá. Hết dịch thì đại ca về hộ em hai việc nhá, là có hai việc. Một là vẫn còn đang cái nhà bên này là còn đang thiếu mấy cái đôn, cái chậu cây của mấy cây to mà em chưa làm được, là đang muốn xây mấy cái đôn, tức là em đang muốn xây mấy cái chậu cây cho loại to em muốn. Và thứ hai đó là hoàn thiện hết cái khu ngủ của bệnh nhân. Khu ngủ của bệnh nhân này em đang muốn là hoàn thiện sạch cho nó gọn gẹp sạch sẽ hết lại, lát gạch lại và làm cái giường 2 tầng. Lúc nào mà đại ca mà rảnh thì về phủ giúp bà con anh Hào nhá, Trạng Hào Bắc Giang ấy.
Trà Hào này là cũng bị Covid thành F10. Suốt từ hôm qua giờ, suốt từ năm ngoái giờ mà chưa tiêm tiếc gì cả mà vẫn sống nhăn răng. F10 mà vẫn sống nhăn răng. Em còn đang chưa hoàn thiện được nốt cái đấy, thì đang hoàn thiện nốt để cho nó xong các tiến độ thi công, các công trình cho nó kịp tiến độ đẩy mạnh luôn. Phúc Bình anh gõ tay mới mời mọi người xem like. Ok mình có mà. Ok anh xuống giúp em nhá. Làm nốt cái vấn đề giường cho bà con. Vừa rồi là đầu tư rất nhiều máy móc. Mỗi tội là đầu tư nhiều quá, giờ hết tiền rồi. Rất là khó khăn luôn. Đại ca. Cảm ơn chị Oanh nhá. Chị Oanh già vừa bẩn vừa điêu nhá. Bấm mà ta đang mời mọi người. Ấn nút chia sẻ để mất tương tác bởi vì bị mất nhiều lắm. Cái live stream mình nó đang đông. Mình mới hôm qua lại bị không biết lại bị đòn biết đòn gì tự dưng là lại bị khóa điên nhất cả người anh em ạ. Tự dưng nó lại khóa của mình cách dỡ dần. Bơi không? Bơi sâu không? Nước xuống gì? Nước lên hay đang xuống? Mới đã đây sạc chung mọi người. Tôi để đây mọi người. Thường mắt nhìn mẹ điêu kìa. Mắt nó nhìn đến điêu thế không biết. Cao Văn Quyết nhá. Kiểu mắt mày nhìn đến điệp mẹ cho mắt này. Một mắt là mất mở. Điệp mẹ này. Mắt ta mất mở này nữa. Anh đang bị cách ly ở tại nhà em trai ạ. Chưa lên Điện Biên được. Anh đang bị cách ly bởi bay từ Điện Biên về Hải Phòng. Cách đây tầm 21 ngày rồi thì bây giờ đang nằm yên, không đi lại được. Ok anh em nhá. Trạng Hào là F05. Trạng Hào mà F05 thì các bạn khiết nhào ấy. Quẹn luôn đấy rồi. Cháu ngoan cô ạ. Nhưng mỗi tội bố cháu buồn thôi cô ạ. Sao thế anh em? Cô dạo này có khỏe không? Lục Văn Liêm, Facebook em bị cấm xem hoặc phát video. Thôi cố gắng lên. Facebook đợt này làm sao ấy, không biết làm sao, nó cứ bị khóa linh tinh ấy. Bực hết cả người. Ôi giời, cứ phải làm một phát để cho nó rực rỡ. Rồi, ý ra làm tờ giống như ông nội, làm phát tờ 75 anh em. Ra mới xin một cái tờ, mới xin được một cái tờ gọi là 907, 2 ngày rồi 70, 97 nó đã áp mạng thì chơi cái gì, không dám cho anh em rồi anh em không được anh em tế. Thực ra rất là quý anh em nào mà thích thì đấy. Anh em nào chia sẻ dùm đấy nhá, để đỡ mất tương tác là mình chạy vào. Bây giờ Facebook là bóp tương tác quá, đợt tới là mình sẽ chuyển fanpage. Fanpage like thì nó sẽ không bị bóp tương tác, nó không bị nhiều, mất nhiều tương tác. Tương tác lắm, mà kéo mất bao nhiêu tương tác đi. Mình đang kéo ông tay bò mệt lắm. Bởi vì bắt buộc là mình phải kéo bằng ấy, kéo bằng tay bo nó không như đấy. Anh em ấn nút chia sẻ ra, nó không xem cho anh ạ. À, là sao? Khỏe, tôi khỏe mà ông. Rỗi rảnh qua phủ chơi với tôi đỡ buồn.
cố gắng lên. Bây giờ là xong công việc rồi, bắt đầu là ngày mai là tôi sẽ phải tính đôn về công việc, rất là vất vả cho anh em. Mà cho anh xin tí cô xà la, mày cầm lon coca cola cho tao xem là số gì, mai đầy đủ bao nhiêu tao không biết. Mày cầm đây, cầm lon đây, tao sẽ giải mã lon coca đổ cái gì, mai đầy đủ cái gì cho xã hội sợ. Anh em nhấn lúc chia sẻ thôi, vất vả lắm. Càng lớn càng tù tương tác. Chẳng hào, ôi ôi, ba đời nói dối chẳng hào nhá. Ở tí đó, đang là chi? Nhá, ba đời nói dối chẳng hào rồi. Anh cứ xem rồi sẽ biết có gì đâu. Trời ơi, món này nhiều món lắm. Bố hào, rót đây. Đâu, anh giải mã thầy. Giải mã bi gì, mày rửa sạch cái lon đi. Mẹ, tao uống vào tao tỉa sao? Làm những số gì lấy lại thì mình đã mất ngày hôm nay. Nhanh giải quyết ra rửa cái lon em. Anh em đợi tí nhá, chốt cái lon bia. Ngày mai lốt, ngày mai là ngày mai ngày kia là mã con cóc. Mà không ra nữa thôi giải quyết dừng nhá. Yeah. 27 là em có tổ chức nhưng mà chưa biết có được hay không, thì phải cố gắng chị Hường ạ. À, sẽ rất là phải cố gắng để cho nó đông đúc bà con mọi người về phủ được, thì là không lên về trong lúc này dịch giã. Bản thân em đang cách ly ở tại nhà, lý do là qua 21 ngày mà xét nghiệm là âm tính rồi, không phải lo. Và xét nghiệm bằng cái gọi là GBL hay là cái gì ấy là đầy đủ hết, là an toàn sạch sẽ. Trước em có đi Điện Biên, em có về qua sân bay Hà Nội, đi xe con riêng về Hải Phòng, mà xe con em thì từ Hải Phòng không tiếp xúc với người Hà Nội, không tiếp xúc trong thành phố Hà Nội. Ơi gì? Ờ nhá, người hứa người giả rồi, cười hứa người. Thịt sạch bọn anh toàn thế thôi. Ôi giời ơi, thôi thịt sạch kinh hơn anh em ơi. Tên là tên thịt sạch, nó sợ mày quá. Xin nick Facebook người đã khuất nhá, em bật lên nhá, mở mời cho anh em người đã khuất, anh em dương phủ xem cho vui, chia sẻ thì hoặc bảo các cụ về báo mộng nhá, lẹn con gì thì phải báo ngay để chiều để thu xếp cầm cái bìa đồ ở của phủ nhá, để giải quyết nhân đôi nhân ba nhân năm nhân bảy nhá. Một số rất anh em mình quay đợi công việc của mình rất là nhiều, rất là vất vả. Mình bắt đầu công việc là sẽ xử lý lại từ đầu tất cả công việc mọi rắc rối. Đang tăng lên, mai lẹn hè đang. Sao nào mấy ngày rồi? Hôm nay 98 đầu Bắc. Ui hủ ui, 5 ngày đầu Bắc. 96, 80, 91, 71, 98. Con vợ ơi, con vợ chết sâu sắc rồi. 5 ngày chết thông con vợ thì con vợ nào mà đánh được. 96, 80, 91, 71, 98. 5 ngày chết thông với con vợ miền Bắc, phải chết sâu chết sắc miền Bắc. Thôi ngày mai các con vợ cứ lòng trong đi, hôm nay là đại đổ 98, cứ lòng trong, bổ cái lòng trong ra tí, tôi bổ cái lòng trong cho anh em nha. Tự mình tôi báo là không có kép, tôi chả hiểu một số thành phần nào tự dưng nào có kép, xong rồi ăn vạ là chặn cho mấy con kép, thì tôi cho hồi nào đến lúc ra kiểm tra lịch giả. Thôi đau đầu lắm, bỏ qua đi, chơi được chịu được. Tôi đã nói rồi, cứ gọi video trực tiếp, ai muốn làm trạng cũng được, nói rời nói biển gì cứ gọi video trực tiếp. Nếu tôi chat các bạn cứ gọi video, tôi với bạn chat với nhau, cứ đôi một lời không nói nhiều, mất thành ngay rồi. Anh em chết sâu sắc rồi thì anh em phải tự chịu. Nhưng bây giờ nếu cần thì tôi chỉ cho anh em hết sâu sắc.
nào. Cẩn thận là trong 2 ngày nữa quay lại cái lẻ lẻ. Còn nếu như các bạn theo chắc thì theo 3 ngày trắng 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 và trắng lẻ là 3 ngày lòng trong ăn 100%. Theo cái khung này thì các bạn sẽ sống được 100%. Ý tôi cho anh em cầm mỗi khung lên. Tôi sẽ cho anh em mỗi khung lên. Không phải anh em chơi thì được tự hiểu thôi, còn cái khung này ở đây nó còn mấy số thôi, chỉ theo chắc là vài ngày thôi, theo vài ngày thôi, theo vài ngày thôi, mấy cái khung bộ này theo vài ngày thôi là nó sẽ phải có tín hiệu thôi, bởi vì cái bộ khuôn này là cái bộ khuôn nó cố định rồi, cái tần suất của những cái con này nó cực kỳ là ổn định và rất là ổn định luôn. Nếu như mà vào cái bộ mã này thì là không ai chê được. Cái này là cái hệ thống mới của mình lập trình ra, nó rất là ok đấy anh em ạ. Cái này nó là do mình lập trình ra, hệ thống mới rất là ok. Mấy nữa là hết dịch giã thì là nếu như anh em về phủ học môn này thì tôi sẽ mở trực tiếp cho những người nào học trực tiếp, thì tôi sẽ làm anh em nào dùng tool mới. Hệ thống tool cũ tôi bỏ hết rồi nhá, các tool cũ, ứng dụng cũ tôi bỏ hết, tôi lập trình mới lại hết hoàn toàn. Đấy. Anh em ạ, đây là tôi báo cho anh em hiểu. Nhớ nhá, là số tài khoản Phú Đức là một số tài khoản chính nhất, không có số tài khoản thứ hai. Là Nguyễn Hoài Đức, số tài khoản là 10700226 5853 Vietinbank chi nhánh ở Hải Phòng. Số điện thoại của tôi là 0374375999. Một số tài khoản chính nhất, không có số tài khoản thứ hai. Tên là Nguyễn Hoài Đức nhá. Còn số tài khoản là Nguyễn Anh Đức, là số điện thoại là số tài khoản đuôi cuối cùng là 315, là số tài khoản lừa đảo và rất số tài khoản không thuộc vào tên của phủ mà tên lạ và khác, số tài khoản khác đều lừa đảo hết, anh em lưu ý tránh trường hợp bị lừa đảo nhá. Mà tất cả thông báo này anh em cộng đồng ấn chia sẻ clip của mình dù mình ra để bà con bất tương tác. Bởi vì mấy ngày hôm nay là mình đang làm, ban ngày thì đóng ban thì là quá trình đóng ban thì cũng rất là vất vả lắm, nhiều công đoạn lắm. Mấy ngày nay đóng ban đóng thông mà đến tầm 5-6 giờ sáng bắt đầu ngủ, sáng dậy anh em đã làm, mình ngủ tầm 10 giờ 11 giờ mình dậy. Như ngày nào cũng thế, là việc cũng nhiều việc lắm, rất là nhiều việc, cực kỳ là nhiều việc luôn, áp lực luôn. Trên những công việc đây là những công việc được ủng hộ giúp đỡ của rất nhiều anh em. Toàn bộ số ban đây là tự nhà mình đóng, mua về và thuê thợ là cắt xong, bắt đầu đâu là mình tự về đóng hết, ghép hết toàn bộ số ban. Bây giờ là ngày mai là mình sẽ tính số tượng, bát hương, lên đơn những danh sách là còn thiếu và chi tiết còn những khoản gì, mình sẽ hoàn thiện hết và tính giá tiền ra để cho nó cấp tốc công trình, cho nó xong theo kịp tiến độ thi công. Rất là mong muốn nó nhanh chóng, không để nó kéo dài lâu ra mất thời gian nữa. Rất là vất vả. Thành ơi, anh đang tính ở hai bên hông ấy là cũng ốp luôn gỗ vào, ốp ở hai bên cạnh hông cửa sổ ấy, là cả bên hông này ốp hết ở bên trong ấy, ốp đỡ màu trắng mà trắng kinh lắm. Mấy ra thì mất công ấy ra mình đặt một thẻ. Ôi thôi, nó có rơi vào tầm 10 triệu thôi mà, nó phải tầm 10 triệu. Ốp xung quanh đấy là
là cái gỗ toàn bộ xung quanh nằm trong của ban là mất 10 triệu. Nguyên cái mặt dưới. Ờ. 10 triệu đấy. Không phải ít đâu. Gỗ cao cấp này nhiều tiền, nó rẻ tiền đâu. Chào Hoàng Thịnh nhá, chào anh em nhá. Đợt này nó bóp tương tác kinh quá, mà cái Facebook này nó chơi nó cứ bóp, nó làm trò mất dạy. Chơi nó không đẹp. Mình đang bày gửi tất cả cho anh em livestream là gửi hết, thông báo cho anh em. Đi vô sâu không? Hả? Câu hỏi mày hỏi sao anh em có bơi sâu không? Cô gọi cô ra xem bơi sâu không? Đi ra tao anh cô bơi sâu. Người tí 12 giờ đêm ra làm việc thắp hương ông lớn. Đi, tôi chào anh em nhá, tôi tắt livestream đây. Chúc anh em may mắn nhá, hộ dùm tôi ấn nút chia sẻ anh Nam Lê nhá. Anh Trung Lỗ nhá, anh Hào nhá. Cút đi. Anh Nam Lê là tao không có con gái đấy. Cha mày.